Xin chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nha. Hôm nay em tiếp tục lên cho các bác nhiều cái giò lan đẹp. Mã số 1 này các bác này, một giò quế trang tháng 8 VIP chưa, cây rất là chất lượng nhá. Mã số 1 của em có giá là 450.000 nhá, 450.000 cho mã số 1. Mã số 2 này các bác này, một giò kiều mỡ gà nhá. Cái này đây này, nó đã vàng óng như này rồi. Đấy. Có hai cái nụ nó đã vàng óng này, cái này thì phục vụ các bác miền Bắc về các bác được chơi hoa luôn. Cái này thì khi mà em đóng hàng em gửi về cho các bác thì cái màu sắc cái này nó sẽ chuyển sang màu trắng một chút nha các bác nhé. Đấy, vì nó đóng trong cái thùng hàng nó tối thì nó sẽ chuyển màu, về các bác bỏ ra ngoài một thời gian màu nó lại vàng như này. Đấy, mỡ gà đây nhé các bác nhé. Mã số 2 của em có giá là 280.000 cho mã số 2. Cây cối nó chỉ có thế này thôi nhá các bác nhá. Các bác nhìn kỹ giúp em nhá. Đấy, em gửi đúng cây đúng hình nhá cho mã số 2. Mã số 3 này các bác này, giò kiểu vuông Lộc Bắc này. Đấy, kiểu vuông Lộc Bắc nhá. Mã số 3 của em có giá là 250.000. 250.000 cho mã số 3. Mã số 4 này các bác này, một giò cáo này. Cây này không biết có phân nhánh không mà cong. Mã số 3 nhá, một nụ này. Cái cây VIP này em đang nghi phân nhánh này các bác này. Nụ nổi ra nó cứ ngoằn ngoèo này. Đây này các bác này, đang nghi phân nhánh này. Đấy. Mã số 3 của em có giá 300.000 nhé, 300.000, cây rất là chất lượng luôn, cáo xếp. Mã số 4 này các bác này, một giò cáo đỏ nhé. Một giò cáo đỏ này các bác này, vòi hoa của nó được khoảng tầm 50 cm. Cáo này không biết là hoa nó ngọt hay nó có gì mà rất nhiều kiến nha các bác nhé. Đấy. Đây nữa hai vòi nữa này, cáo đỏ cái dòng này về các bác chơi hoa cực kỳ đã luôn. Mã số 4, 4 cây như này, 3 vòi hoa nhá. Của em có giá là 900.000 nhá. 900.000 cho mã số 3, cho mã số 4. Mã số 5 này các bác này, một giò nhạn 4N đang có một cái nụ đây nhá. Đang có một cái nụ đây. Đấy. Một mẹ một con nó đây, dưới này nhá. Mã số 5 của em có giá là 300.000. 300.000 cho mã số 5 nhạn 4N. Hoa rất là thơm nhé các bác nhá. Hoa nó bền và thơm. Mã số 6 này các bác này. Cái kiều này thì hoa kiều tím này thì hoa nó đã tàn rồi các bạn. Nó được hơn chục ngày rồi. Nó đã tàn. Hôm nay là ngày thứ 11 đấy các bạn. Nó đã tàn tím như này nhá. Mã số 6 nhá. Mã số 6 kiều tím nhá. Của em có giá là 550.000. 550.000 cho mã số 6. Mã số 7 này. Một giò cáo to bự như này. Đấy, năm nay thì nó trốn hoa nhé các bác nhá. Giò này thì năm nay nó trốn hoa. Năm nay em để không cho nắng này. Mã số 7 của em có 6 cây đẹp như này nhá. Của em có giá là 600.000 thôi nhá. 600.000. Năm nay nó trốn hoa để mát, cái này cho nắng nó đi ra hoa sai các bạn. 600.000 cho mã số 7 nha các bác nhá. 600.000 cho mã số 7. Mã số 8 này. 4 cây như này nhá, 450.000. 450.000 cho mã số 8.
cáo. Những cái cây mà nó tốn hoa thì em bán rẻ cho các bác nhá. Mã số 9 này. Mã số 9 đây là một giò đen rô xuân nhá. Đen rô xuân chắc nhà em khoảng tầm 3-4 giò nữa. Mã số 9 của em có giá 250.000. 250.000 cho mã số 9. Mã số 10 này các bác này. Một chậu kiều tím tiếp này, kiều siêu tím tiếp này. Mã số 10 180.000 nhé. Cây này cây nó nhỏ hàng giống nhé các bác nhé. Nhỏ hàng giống nhưng mà vẫn mùa tới thì vẫn đảm bảo ra hoa cho các bác. 180.000 cho mã số 10. Mã số 11 này các bác này, một chậu kiều mỡ gà này. Hàng này hàng giống nha các bác nhé, hàng giống nhưng mà vẫn đảm bảo chế độ ra hoa cho các bác. Đấy. Mã số 11 của em có giá là 220.000 nhé. 220.000 cho mã số 11 kiều mỡ gà nha các bác nhé. Trồng kiều mỡ gà thì nó giá nó hơi cao này, nó đang ra hai cái mầm rất là dài, một cái đây nữa. 220.000 cho mã số 11. Số 12 này các bác này, một chậu 5 cành trắng HO này. Đấy, cái này cũng đang chuẩn bị ra nụ rồi các bác nhé. Mã số 12, hai cây hai mầm gốc như này. Của em có giá là 300.000 nhé, 300.000. Cái lan tiền tỷ một thời đấy các bác ạ. 300.000 cho mã số 12, 5 cành trắng HO. Mã số 13 này các bác này, một giỏ 5 cành trắng Phú Thọ này. Cái này thì thân nó ngắn thôi nhưng mà vẫn ra hoa nhá. Để sang tháng nó vẫn ra hoa cho các bác bình thường. Mã số 13 của em có giá là 380.000 nhá. 301 mầm gốc, 2 mầm gốc, 3 mầm gốc, 4 mầm gốc, 5 mầm gốc, 6 mầm gốc, 7 mầm gốc, 80 mầm gốc. 80 mầm gốc nha các bác nhá. Đấy. Cho mã số 13. Cái năm này các bác này, một chậu trầm rừng này đang có mấy cái nụ con này. Đấy. Mã số 15 nhá. Của em có giá là 200.000. 200.000 cho mã số 15. Trầm rừng. Tiếp theo nha các bác nhá. Hôm nay em về được một cái này bao nhiêu cân nhỉ? 7 cân. Bao nhiêu? Một tổ mật ong đắng như này nha các bác nhá, mật ong hoa thuốc phiện nhá. Đấy, một tổ như này rất là ngon luôn các bạn, ngon lắm, nhìn nó thèm ăn. Em bán là 350.000 cho 1 kg nha các bác nhé. Và một chai, nếu mà bác nào mà lọc rồi nhé, một chai 1 lít là em bán 700.000 nhé. 700.000 một chai. Đây này các bạn, nhìn ngon lắm, ăn vừa đắng đắng vừa ngọt ngọt ấy. Cái mật ong của cái dòng hoa thuốc phiện. Đấy, cái này của em có 7 cân nhé. 7 cân bác nào lấy hết thì lấy, không thì bác nào mà lấy lẻ khoảng tầm 2 cân đổ lên thì em vẫn chia ra em bán nhé. Tiếp theo này các bác này, mã số 16 nhá, tam bảo sắc đây. Đấy, một nụ này, hai nụ này, hai cái nụ này các bác này, cái này nữa là 3 này. Một giò to đẹp như này nhá. Mã số 16. Toàn cây xếp, cây đẳng cấp thôi các bạn. Đây này, toàn cây đẹp. Đấy, cây rất là chất lượng nhá. Của em có giá là 280.000. 280.000 cho mã số 16. Rất nhiều cây luôn, cây dày đặc luôn nhá các bạn nhá. 280.000 cho mã số 16. Từ từ. Mã số 17 này các bác này. Một cây tam bảo sắc phân nhánh này. Một cây tam bảo sắc phân nhánh, nó có một vòi hoa này, hai vòi hoa này. Và một cái vòi này nó phân hai nhánh luôn. Đấy, phân hai nhánh luôn này. Một cái ngắn ngắn này, một cái dài này. Đấy. Mã số 17 nhá. Của em có giá là 550.000.
Cái này thì em phải nói rõ luôn với các bác là hàng vừa bóc rừng về nhá, hàng vừa bóc rừng về em ghép vào đây về cho các bác là treo lên trăm luôn nhá. Em phải nói rõ luôn trên video vì cái này nó mà không phải hàng bóc rừng thì giá nó còn cao hơn nhá. 550.000 cho mã số 17. Mã số 18 này các bác này, ta mở sắc tiếp này. Chúng ta kia lấy cho mấy giỏ ta mở sắc kia luôn nhá. Mã số 18 nhá. Có 1 nụ, 2 nụ, 3 nụ, 4 nụ, 1 nụ, 2, 3, 4, 5 cái nụ. Mã số 18 của em có giá là 250.000. 250.000, có 5 cái nụ nhá. Đấy, một giò ta mở sắc như này. Đây. Đấy, các bác nhá, các bác nhìn kỹ giúp em nhá. 250.000 cho mã số 18. Mã số 19 này. Cái khúc này nó là khúc nguyên bản nhá các bác nhá. Khúc này nó là khúc nguyên bản. Đấy, em đã nó cứ cúp cúp xuống đấy thì bây giờ em đã dựng lên. Em dựng lên để cho nó thấy ra thế nhá. Đấy. Nó có một bông hoa này. 2 này, 3 này. 4 này. 1 2 1 2 3 4 bông hoa. Cái này có 4 bông hoa. Mã số 19 nhá. Mã số 19 của em có giá là 280.000 thôi. 280.000 thôi. Cho mã số 19. Mã số 20 này các bác này. Một giò rất là đẹp này, nguyên bản đây nhá các bác nhá, nguyên bản này. Nhưng mà cái gỗ nguyên bản này thì nó cũng có hiện tượng nó hơi mục rồi. Quá là thơm luôn các bác ạ. Hoa tím này, đẹp chưa các bác này? Cái này các bác ở miền Bắc về các bác chơi. Các bác chơi hoa thoải mái luôn. Đấy, cả nụ cả hoa vừa hé nở nhá. Cái hoa này của nó bền nó khoảng tầm trên 10 ngày nhá, kể cả nó nở như này rồi về các bác vẫn chơi được trên 10 ngày nữa nhá. Đấy, còn những cái nụ nở chưa nụ nở như này nhá. Một nụ này, hai nụ này, 3 4 5 6 7 8 9 này. 9 này bên này nữa này các bác này. 10 11 12 13 14 15 cái. 16 cái, 15 hay 16 cái nhá các bác nhá. Mã số 20 nhá. 20 nhá. 550.000. 550.000 các bác nhìn. Cái giò lan nó đẳng cấp cao không? Cho mã số 20. 550.000. Mã số 21 này. Cái này có 3 cây. 3 cây, 1 bông hoa, 2 bông hoa, 3 bông hoa, 4 bông hoa, 5, 6. Cả nụ cả hoa là 6 nha các bác nhá. Mã số 21 của em cũng có giá là 250.000. 250.000 cho mã số 21. Mã số 22 này các bác này. Cái này thì có 2 cái nụ thôi. Đấy, có 4 cây 2 cái nụ thôi. Mã số 22 của em có giá là 200.000 thôi nha các bác nhá. 200.000 cho mã số 22. Mã số 23 này các bác này, một giò cẩm báo nhá. Một giò cẩm báo này. Đang có 1 nụ, 2 nụ, 3 nụ, 4 nụ, 5 nụ, 6 cái nụ nhá. Mã số 23. 350.000. 350.000 cho mã số 23 cẩm báo nhá các bác nhá, hoa rất bền, hoa bền nó trên 1 tháng luôn. Cho mã số 23. Mã số 24 này các bác này, một giò trầm rừng tiếp này. Cái này thì có một cái thân hoa này, 2 này, 3, 4 thân hoa và rất nhiều mầm gốc nó đang ra nhá. Mã số 26 nhá. Đấy. Của em cũng có giá là 200.000 trầm rừng nhá. Cái trầm rừng này nó bây giờ nó hơi hiếm, giá nó hơi cao các bác ạ. Mã số 27 này các bác này, một bụi kiếm rừng này. Đấy, một bụi kiếm rừng như này nhá. Cái này thì là dân người ta lấy ở rừng về thôi. Em đã bóc ra, em chia ra này. Mã số 27 nhá. 200.000. 200.000 cho mã số 27.
Mã số 28 này các bác này. Cái kiếm rừng của nó mà không hiểu cái bản lá nó to bự như này này, bản lá phải 5-6 cm. Đấy. Mã số 28 này. 1 tép, 2 3 4 5 tép. Bản lá của nó dã man không các bác? Mã số 28 của em có giá là 250.000 nhá. Cái này là dân người ta nhổ từ rừng về, em chưa biết mặt hoa và chưa biết tên nó gọi là kiếm gì đâu nhá các bác nhá. Em cứ gọi là kiếm rừng nhá. Đấy, dân người ta lấy từ rừng về thì em không biết mặt hoa đâu, nói rõ luôn với các bác. Không biết mặt hoa, không biết gì mà chỉ biết cái cây nó to bự như này thôi. 250.000 cho mã số 29. Mã số 30 này. Đấy, sơn thủy tiên họng đen nhá các bác nhá. Cái này dòng này thì về đến tay các bác nó tàn hoa rồi. Quan trọng là nó vẫn còn giữ được cái hoa để chuyển cây chuyển giống cho các bác thôi. Mã số 29. 480.000 nhá. 480.000, mầm gốc nó đang lên rất là nhiều này, 1 2 cái mầm gốc này. 3 4 5 cái này. Em nhìn thấy 5 cái. Đấy, 5 6 cái luôn. Cho mã số 30 nhá. Đấy, mã số 30 này. Sơn thủy tiên họng đen. 480.000. Đây. 9 vậy. Mã số 31 này các bác này. 600. Một giò sóc nhá. Sóc này là sóc Lào nhá, đang có 9 vòi hoa nhá. Đây này, nụ nó đây này các bác này. Đấy. Mã số 31 của em có giá là 600.000 nhá. Đây là sóc Lào nhá. Tím đậm đấy. Hoa tím cực kỳ tím nhá. Đây này, vòi hoa này các bác này, đấy. Đây vòi hoa này đang có 9 vòi như này nhá. 600.000 cho mã số 31. Mã số 32 này, một chậu kiều trắng này. Kiều hoa trắng tinh này. Mã số 32 của em có giá là 450.000 nhá, 450.000. Kiều trắng nhá. Mã số 33 này, một chậu kiều trắng tiếp này. Mã số 33 nhá. Kiều hoa trắng tinh đấy các bạn. Của em có giá là 480.000. 480.000 cho mã số 33. Mít. Mã số 34 này các bác này. Một chậu phi điệp lá mít này. Phi điệp của Lai Châu lá mít này các bác này. Đấy, đang có một cần hoa này. Hai cần hoa này. 3 4 5 6 7 cần hoa nhá các bác nhá. 7 cần hoa sắp tới ra hoa nhá, còn những cái thân dưới này là thân già này. Đấy. Mã số 34 nhá. Phi điệp lá mít nhá. Em bán rẻ cho các bác một cái giò như này nhá là 300.000 thôi. 300.000 lá mít nhá. Phi điệp Lai Châu này. Nó cái dòng lá mít này. Đấy, cái dòng này ngày xưa em nói thật các bác chứ cái ngày xưa mà va nó đắt một cái thân như này của nó đã 400-500.000. Bây giờ một cái chậu như này nó có 300.000 thôi. Phi điệp lá mít, phi điệp tím nha các bác nhá. Dòng của Lai Châu nhá. Mít tiếp. Này bao nhiêu? Thân thủ. Đây các bạn này. Phi điệp này, lá mít này. Vòi hoa của nó thì dài dã man luôn này. Một vòi hoa này. Kỳ ở dưới nó còn rất là nhiều nhá. Một vòi hoa này, hai vòi hoa, ba vòi hoa này. 4 này, 5 này, 6 này. 6 này. 6 vòi hoa và rất là nhiều kỳ đấy nhá các bác nhá. Mã số 30 mấy nhỉ? 35. Mã số 35 nhá các bác nhá. Của em có giá là 600.000. Thôi lấy các bác 550.000. Đấy các bác 550.000. Đây các bác này. Hoa cực kỳ thơm, riêng cái dòng phi điệp. Những cái thân này nhá các bác nhá, thân cho hoa năm nay nhá, dài hàng mét nhá. Nó dài hàng mét nhá. Đấy. Phân nhánh. Đâu? Phân nhánh đang phân nhánh. Tiếp theo này các bác này. Mã số 36 này. Cái này thì nó đang phân nhánh thôi nhá các bác nhá. Cái này này. Cái cây cáo này nó đang phân này. Đang lồi ra thôi. Mã số 36 của em có giá là 550.000. 550.000 nó đang lồi để phân nhánh nhá các bác nhá.
cho mã số 36. Mã số 37 này các bác này, cáo phân nhánh tiếp này, cái này thì nó đã phân hẳn rồi nhá. Vòi nó dài ra như này nó đã phân hẳn này. Mã số 37 của em cũng có giá là 550.000. Đấy, vòi hoa này, các bác này, nó dài đến trên 40 cm này. Cho mã số 37. Mã số 38 này các bác này, một chậu quế tím này. Một chậu quế tím, mã số 38 của em có giá là 300.000 nhá. 300.000 một giò quế tím, rất là nhiều cây đấy, không ít đâu. Trồng tròn bốn xung quanh. Mã số 39 này, một cây cáo phân nhánh này, vòi hoa 60 cm luôn. Đấy, vòi này cũng được khoảng gần 60 cm. Mã số 39 của em có giá là 750.000 nhá. Cáo phân nhánh này, hai vòi hoa đều phân nhánh nhá. 750.000. Cho mã số 39. Mã số 40 này các bác này. Một giò tam ở sắc phân nhánh tiếp này. Đấy, có 3 bông hoa nhá. Đấy, bông hoa của nó dài khoảng tầm 40 cm, hơn 40 cm. 60 cm. Đấy, hơn 40 cm đấy các bác. Cái này dài nhất là 60 cm à? 60 cm. Thừa 60 cm. Cái này được 60 cm nhá các bác nhá. Đây này. Vòi hoa các bác bao giờ các bác đã nhìn thấy cái vòi hoa tam ở sắc như này chưa? Đây này. Vòi hoa phân nhánh này. Mã số 40 của em có giá là 1.200.000 nhá. Một mẹ một con thôi. Cái này một mẹ một con. À không có con. Không có con. Đang chuẩn bị đẻ con thôi. Cho mã số 41 nha các bác nhá. Mã số 42 này. Tam sắc phân nhánh 1.200.000 mã 41 nha các bác nhá. Mã 42 này. Son môi nhá. Mã số 42 của em có giá là 300.000. 300.000 cho mã số 42. Mã số 43 này các bác này. Một cây tam bảo sắc hoa trắng tinh nhá. Hoa trắng tinh. Đấy. 2.500.000 nha các bác nhá. Cho mã số 43. 2.500.000. Hoa trắng nha các bác nhá, hoa nó trắng tinh nhá. Đấy, cái này thì là hàng bốc rừng về em vừa ghép vào đây thôi nhá các bác, em phải nói rõ luôn với các bác nhá. 2.500.000 cho mã số 43. Tam bảo sắc đột biến hoa trắng. Mã số 44 này các bác này, một giò trâu đầm lầy này. 450.000 nhá. 450.000 cho mã số 44. Siêu to luôn nhá. Tam bảo sắc nhá. Mã số 46, 30 bông hoa này các bác này. 30 bông hoa nhá. 2.600.000 nhá. 2.600.000. Đấy. Đây đây các bác nhá. Thuần lâu năm rồi nhá. 30 bông hoa luôn đây này các bác này, nhìn hoa dày đặc này. 2.600.000. Đấy. Rồi, trên đây toàn bộ video nhà em có ngày hôm nay thì mong các bác ủng hộ nhé. Em xin chào tất cả các bác.